thì trong những người bị nhiễm khuẩn huyết mà ta thấy có đó là tiên lượng xấu hơn này. Người đó là với mức độ nghiên cứu, mức độ khuyến cáo người ta xài thì chưa nhiều. Người ta giữ cái đó thì cũng có chống lại lại những sinh đó, đó thì ta thấy trong cái đó thì nó sẽ làm mạnh tỷ lệ. Nhưng mà những vị huyết đó thấy một điều gì có thể nó ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch của cái người đó. Thì cái anti của khi mà gọi là khuyến cáo đó thì ta có khuyến cáo là nghiên cứu ra như vậy. Như vậy mới tìm mới cái loại mới là mà biết là cái chuyện mà tìm mới như vậy thì có thể là sẽ chưa có khuyến cáo. Vậy thì em tìm hiểu rất sâu về trong chuyện này. Bây giờ chúng ta tìm được một cái cách mạng thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện đó sao. Nếu mà biết của công ty nào thì công ty sẽ làm rõ về các bạn. Tôi nghĩ là các bạn còn trong việc giải quyết thì chúng ta không thể làm gì công ty. Nếu các bạn có là tốt, chứng tỏ là gì cái chuyện mà nhiễm khuẩn huyết đó nó có bắt đầu có rối loạn huyết động và nó ảnh hưởng đến những bệnh tình trạng tim mạch chúng ta và khuyến cáo nó không còn nữa. Thì cảm ơn cô Tâm ạ. Từ đó cũng là cái mắc cơ cái hậu quả cái gì câu hỏi tiếp theo có số 3 là bệnh nhân nhập viện vì suy tim vậy nên BNP hay là anti-BNP? Thằng cũng xin phép thầy Bình cũng trả lời câu hỏi này. Thì thật ra là đây là ý kiến chủ quan, tức là mỗi công ty thì họ đều có một cái công trình nghiên cứu riêng và cũng có những cái lý thuyết riêng. Thì theo lý thuyết của công ty rồi thì đối với mình thì cái ảnh hưởng tức là có một số trường hợp thì cho rằng là theo một số bác sĩ thì mà là cái FPV rất là ảnh hưởng ở cái mà chúng ta theo rất nhiều nghiên cứu thì giờ anh có cái bài trình bày cũng như là cái phương pháp cái bài trình bày. Nếu các chị có nhu cầu thì anh sẽ gửi email hoặc là sẽ chuyển cho chị qua. Thì những bệnh nhân đa số bệnh nhân thì cái xét nghiệm antibody nó chuẩn hơn và nó hầu hết rằng là những hợp này nó không do cũng giống như trường hợp mà vô nhiên và tức là có xét nghiệm mà dùng trong một bệnh nhân thì trong trường hợp thì cái xét nghiệm này nó không trong cái là chưa có gì có thể bị to cũng ở tăng tử thua có cái gì có cái tập tử thua cái gì tham bạn mở đây thì trong đây có ghi là bệnh nhân thận đang bị thận chuyển hóa có cả hai xét nghiệm tiêu của BNP và BNP và theo số liệu trước đây tức là có những quan điểm cho rằng là cái tiêu của BNP ảnh hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên trong điều thực sự có nghĩa lâm sàng là bệnh thận đã làm tăng cao các tỷ lệ đi cùng BNP tại các điểm khác tối ưu. Tôi nhận thấy có mối quan hệ giữa bệnh thận và sự tiêu sản của bệnh thận là không khác biệt so với BNP. Như vậy là đây là cái lời phát biểu của giáo sư Chen trong giáo sư Nguyễn Mạnh ở mặt mặt trận của Chen. Thì đây là cái nghiên cứu của giáo sư Chen. Nếu các chị nào cần cái tiền tại vì chính thống cũng như là thuốc thầy thì đây là những cái thông tin đã được Bộ Y tế cung cấp giấy phép cũng như là lúc tùy hợp và bạn đã được bỏ thuốc để nói tiếp theo câu số 4 thưa thầy Bình, trong trường hợp theo dõi bệnh nhân ngoại trú thì bao lâu mình làm xét nghiệm antibody một lần tức là mới nãy thì trong toàn cái quá trình chuyển cho trong một thì câu hỏi đây là trong lúc bệnh nhân nhập viện tức là khám rồi sau về thì câu hỏi là như thế này các bạn thấy là trong cái trong cái nhận định của người ta đó thì là thiếu cái sự đồng hoặc là khuyến cáo một cách rõ ràng về cái việc mà hao tức là việc sử dụng thông tin vừa rồi đó thì mình mới làm được cái việc là gì
thì đối với nhập viện, đối với bệnh nhân mà nội trú đó, lúc nhập viện và lúc xuất viện, còn cái thông tin mà về bao lâu, một năm hay nửa tháng hay sáu tháng cái gì đó, thì cái đó là chưa có những cái công trình nghiên cứu để mà khẳng định là bao lâu thì phải làm. Đó tùy thuộc vào các chị đánh giá cái tình trạng lâm sàng của người bệnh như thế nào đó. Chứ chưa có khuyến cáo là cứ ba tháng làm là cứ ba tháng làm là ta có như vậy. À, thực ra mục tiêu của người ta là gì? Giảm bao nhiêu từ cao đến thấp thấp thì ta làm điều đó. Chứ mục tiêu người ta nếu mà muốn đưa vào khuyến cáo thì mục tiêu phải là gì ạ? Thiết lập coi là 3 tháng lận lần có lợi hay là 4 tháng lận lần có lợi hay 5 tháng lận lần, ta chọn ra cái nào có lợi nhất thì ta sẽ cho mình. Nhưng mà mình biết là thiên hình vạn trạng lắm. Tại vì người bệnh chúng ta những mức độ suy tim khác nhau, đáp ứng điều kiện khác nhau, về mỗi người tinh thủ điều kiện khác nhau thì nó là khó. Nhìn chung đó, nếu mà chúng ta theo dõi là nó có giảm thì chúng ta thấy là tốt cho chúng ta. Còn khuyến cáo để mà thiết kế một công trình nghiên cứu và cứ bao nhiêu thử một lần, cứ bao nhiêu thử một lần thì được nghĩ là tốt. Chúng ta phải theo dõi lâm sàng và tùy theo sự đáp ứng lâm sàng đó thì chúng ta sẽ cho. Chứ không có khuyến cáo nhất định là bao nay thì bao lâu chúng ta sẽ không cần. Không trả lời như thế. Dạ, cảm ơn câu trả lời của thầy Bình. Thì sau đây là câu hỏi tiếp theo. Dạ, thì em đi bộ đi. Em đi một lần lúc nhập viện có giá trị tiêu đoán nguy cơ trong bao lâu, tức là cái thời gian cái nhập viện nó còn bao lâu là còn nhất. Anh xin hỏi từ câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ hai luôn. Ở bệnh nhân suy tim mạng bất thường cấp, giá trị NT-proBNP đi để phân tầng nguy cơ hẹn thì điểm cắt tối ưu là bao nhiêu? Thì chắc có lẽ là nếu mà trả lời thì quá tốt, còn nếu mà trả lời không trả lời thì về cái nơi cung cấp thì xin mời. Thực sự thì chúng ta thấy là cái khuyến cáo nó không nói là chúng ta sẽ tiên lượng bao lâu, tại nó sẽ có nhiều biến cố sẽ thay đổi vấn đề điều trị tân thủ thì đây chúng ta thấy nếu mà theo cái này nè, ta theo dõi tới 80 ngày nè, cái trong lịch sử này ở bệnh nhân nhập viện chúng ta theo dõi tới 80 ngày chúng ta thấy cái biết trong khi mà theo dõi thêm nữa thì cái đường cong này nó càng tách biệt ra nữa thì cái giá trị tiên lượng nó càng lớn hơn. Như vậy thì đối với một cái chuyện mà vào cấp cứu mà chúng ta làm một mổ cái gì đó theo quy định đó là sẽ thì tôi theo dõi 80 ngày thì thấy nó tốt hơn vậy đó, thì mình chỉ dựa vào công trình cuối cùng mình đã làm thôi. À, còn nếu mà công trình nghiên cứu là theo dõi tới 3 năm cái này có giá trị theo dõi tới 3 năm rồi nè, vân vân. Như vậy thì tùy theo cái công trình nghiên cứu theo dõi tới bao nhiêu thì chúng ta sẽ nói được là cái đó có giá trị tiên lượng tới thời điểm nào thôi. Cái còn nghiên cứu sao nữa, có thể nó tồn ra hai cái đường nó khép lại rồi nó tách ra thì chúng ta chưa biết được. Dạ, câu hỏi thứ hai là bệnh nhân suy tim mạng mất một cấp và giá trị tiên lượng vì đã phân tầng nguy cơ ngắn hạn thì cắt loại gì? Bạn thấy cái này là cái nào vậy? Khi người ta chọn ra một cái như vậy đó, có thể là một công trình nghiên cứu này ta thấy là cái điểm cắt đó là 5.500 picogram trong công trình nghiên cứu này. Nhưng mà có thể là những công trình nghiên cứu khác mà tôi không có trình bày ra cho người ta, nhưng mà cuối cùng người ta đồng thuận một cái điều là gì ạ? Đồng thuận một cái điều đó là một số 5.000 thì nó sẽ có giá trị như vậy. Còn khi mà nó có giá trị như vậy thì có nghĩa gì? Độ nhạy và độ tim nó phải đủ, lấy nó là cái cách là để nói rằng nó có cái tiên lượng tại cái điểm nồng độ đó. Các bạn thấy trong cái tiên lượng ngắn hạn, trong cái tiên lượng mà vừa một lần khi mà mình nhập chất đó thì cái điểm đó là 5.000 microgram trên tiên lượng. Mình biết bình thường là bao nhiêu mà bình thường là nhiêu tùy theo tuổi đúng không ạ? Tùy theo tuổi, nếu mà tuổi 80 tuổi luôn cái này, tức là nếu mà bệnh nhân nhập viện và chúng ta dùng cái xét nghiệm ở trong để chẩn đoán có suy tim hay không thì chúng ta lưu ý rằng nếu mà tuổi từ dưới 50 thì cái điểm cắt của nó là 450. Nếu mà bệnh nhân là từ 50 tuổi cho tới 75 tuổi thì cái điểm cắt của nó là 900, và bệnh nhân trên 75 tuổi là cái điểm cắt của nó là 1.000. Thì điều này có nghĩa là gì?
bệnh nhân càng lớn tuổi càng già thì trong cơ tim cũng có thể là sản xuất ra một cái lượng tự do cơ tim và mọi thứ thế nào đó có không thích đâu. Cho nên những người lớn tuổi thì mình chấp nhận một cái mức hãy dùng người ta tương đối cao, tức là nếu mà ông cụ mà trên 75 tuổi hoặc 80 tuổi mà anh đi một tim bi á mà tầm 400-500 thì cơ bản có thể coi đó là bình thường, mà trên 1.000 thì lúc đó mới là xác định là có một cái hạn suy nghĩ. Mà ngược lại nếu bệnh nhân một dưới 40 tuổi và hạn suy nghĩ đó nó tầm không phải 300 mà là tầm 500 thì lúc đó mới là nếu mà 300 thì đó thì cái trong cái tài liệu quy định bổ sung đỡ giờ càng cuối cũng có. Bây giờ thì tôi có hướng dẫn một nghiên cứu sinh làm giá trị của anti vật tiên trong tiên đoán các biến cố xảy ra ở những vùng em trải qua một vùng ngoài tiên. Có kết quả trên các cơ sở thấy rằng ở những người mà trải qua một vùng ngoài tiên á, tức là một vùng mạch máu, một vùng bụng, một vùng này cho nên nếu mà anti vật tiên lúc mà trước khi mổ là cao đó thì coi chừng là biến cố trở xảy ra nhiều. Thì đó có những cái lĩnh vực khác người ta cũng thấy vậy, nhưng mà trong hôm nay tập viện sinh là chi tiêu thôi thì còn sao nó còn giá trị những chỗ khác nữa. Ngay cả trong hội chứng bệnh cấp này tiền cũng bị tăng thì cũng có tiền lượng xấu, chúng ta sẽ có những khác. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện của vấn đề suy tiêu thôi. Dạ, do thời gian có hạn cho nên tập trung vào cái trạng thái suy tiêu. Thì tiếp theo là các chị có các bạn có câu hỏi gì tiếp theo để chúng ta cho số điện thoại về Việt Nam cái gì chào tiếp. Rồi, chắc lại em hãy quy định giờ đây chút. Hãy chúc các bạn có tiếp tục cái buổi luận tập hôm nay thành công tìm hiểu được những thông tin để áp dụng cho mình trong cái tình hình. Dạ. Cảm ơn các quý bác sĩ anh chị đồng nghiệp ở đây thì thân thành cảm ơn thời gian quý báu của mình. Cảm ơn thầy đi rất là xa cũng như là thành phố Hà Giang đi rất là nhiều nơi trong những ngày cuối tuần thì lúc nãy giờ là sức khỏe thành phố và lúc nãy giờ anh không có cảm ơn rồi trên hai con chị thứ nhất là cảm ơn bài báo cáo, thứ hai là cảm ơn lời phát biểu, thứ ba là cảm ơn thời gian, không có lời cảm ơn tôi nào cũng thấy được chưa? Đúng rồi, các bạn.